Chào mọi người, hôm nay là thứ hai, 3 tháng 10 ha. Tôi đang trên đang lái xe trên con đường về. Hôm nay thì tôi đi trên một cái con đường khác. Con đường này là một cái chỗ khá là tốt ở Tamworth. Đường người ta gọi là East Tamworth ha. East Tamworth thì là cái vùng một trong những vùng top 10 của nước Úc về giá nhà tăng năm vừa qua. Lý do thì vùng này khá tốt, các bạn thấy đường ha, đường xá khá là rộng rãi ha. Cái đường này để chạy chừng 4-5 chiếc xe cùng lúc ha. Thì cái đường quá trời rộng ha, và được giá cũng trên ngày khoảng chừng từ 800 một giờ, 800 tới 1 triệu hơn. Nhà tương đối hơi cũ. Đất ở trên này thì khoảng chừng 700 mét vuông các bạn ha. Mà cái khu này khá tốt tại vì lý do là nhiều người, những người chủ nhà là khá là owner occupy nhiều. Cho nên khá là good. Và người ta cũng thích ở đây nhiều. Nó cũng tiện, thứ nhất là gần shopping, thứ hai là cái view up the mountain ha, cái núi khi mà nhìn ra thì rất là cái view đủ thứ. Và tiện lợi nữa, một vấn đề nữa là khu này thì nó cao hơn, cao hơn những khu khác. Khu tôi ở là khu north ha, khu miền bắc xa chút xíu, khu này là east, thì north với east nó tương đối cao compare tới những cái khu bên kia là khu west, là khu miền tây và khu miền nam thì nó thấp. Đại khái ngăn ở giữa dòng thì nó sẽ không còn dòng sông, ngăn ở giữa hai vùng giữa bên đông và tây ha. Mình thì north, thì bắc thì lại làm trên. Bạn thấy à, đây là cái view trên này đổ xuống thì bạn thấy cái view ha, view trên đồi đổ xuống phần east, xa thì xa còn thấy núi non hiểm trở đó. Đó là khu west, và khu south thì nó nằm ở phía bên tay trái. Khoảng cách thì khi mà qua cái round bound này bạn sẽ thấy thẳng xuống dưới nó sẽ là con dòng sông, chỗ cái chỗ con đường băng ngang đó đi là con sông, bạn thấy ha, trước mặt là con sông và bên kia là phía tây của Tamworth. Ok rồi, nhờ chút xíu các bạn như đây thôi ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn, rồi hẹn gặp lại các bạn sau nha.